Thưa quý vị đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày một cái chủ đề về các lớp vi tính trong đánh giá cái khả năng phẫu thuật điều trị ung thư tụy. Đây là một cái phiên bản thứ hai về vai trò của các lớp trong phân đoạn ung thư tụy. Như chúng ta đã biết thì ung thư tụy là nguyên nhân gây tử vong thứ tư ở Mỹ và châu Âu. Ở riêng châu Âu thì mỗi năm có khoảng hơn 100.000 ca tử vong. Tỷ lệ sống trên 5 năm thì chỉ khoảng từ 2 đến 7% và không cải thiện trong hai thập kỷ vừa qua. Khoảng 15% tổng số bệnh nhân được chẩn đoán được cho là có thể phẫu thuật nhưng chỉ một nhóm nhỏ có thể phẫu thuật thực sự thôi. Các lớp vi tính thì giúp đánh giá được các cái tiêu chí và đưa ra các cái phương pháp điều trị thích hợp, cắt bỏ hoàn toàn hay là không. Cắt bỏ hoàn toàn khối u là phương pháp điều trị khỏi duy nhất, nhưng mà ung thư tụy thì hiếm khi phát hiện ở cái giai đoạn sớm. Khoảng 40% các trường hợp thì ung thư tụy khi mà đã phát hiện thì có di căn xa hoặc là các cái tiến triển tại chỗ nhưng mà nó không còn khả năng để cắt bỏ nữa. Khả năng phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn ung thư tụy thì chủ yếu phụ thuộc vào tình trạng tại chỗ của tổn thương, được xác định bởi các cái đặc điểm ví dụ như là kích thước của khối u, sự tham gia của các cái cấu trúc mạch máu theo tiêu chí NCCN hoặc là các cái tiêu chí của các cái tùy các quốc gia khác. Trong bài này thì tôi sẽ đưa cái tiêu chí của Hiệp hội ung thư tụy của Hà Lan. Rồi các cái tiêu chí thứ ba về xâm lấn các cái cấu trúc lân cận như là mạc treo đại tràng ngang, rễ mạc treo, ruột non và xâm lấn quanh thần kinh. Liên quan đến các cái hạch bạch huyết ở vùng hoặc là các cái hạch bạch huyết di căn ở ngoài vùng hay người ta gọi là di căn xa. Sự tham gia của các cái mạch máu trong ổ bụng là mạch máu trong ung thư tụy là yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng phẫu thuật cắt bỏ của ung thư tụy hay không. Đồng thời thì nó là cái yếu tố quan trọng dự báo khả năng sống sót. Về cái tiêu chí của NCCN trong cái liên quan mạch máu thì là cái tiêu chí mà người ta sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên cái tiêu chí này thì nó phức tạp và vì thế mà các cái nước khác nhau thì đưa ra các cái tiêu chí khác nhau. Như như ở Hà Lan thì người ta sử dụng cái tiêu chí của Hiệp hội ung thư tụy của Hà Lan. Và sử dụng dù có sử dụng tiêu chí nào nữa thì chúng ta cần phải nhận ra rằng là đánh giá khả năng hồi phục của có thể mang cái tính chất chủ quan và khác nhau giữa các cơ sở và đặc biệt là các cái trường hợp tái tạo lại cái tĩnh mạch cửa trong cái phẫu thuật PVC. Thì đây là cái bảng về tiêu chí tiêu chí tổn thương mạch máu của DPCG của Hiệp hội của Hà Lan. Thì cái tiêu chí này nó tương đối đơn giản so với tiêu của NCCN. Thì về đầu tiên là cái khối ung thư tụy mà có thể cắt bỏ thì các cái mạch máu tham gia đó là động mạch và tĩnh mạch, ví dụ như là động mạch ba cái động mạch là động mạch thân tạng, động mạch mạc treo tràng trên và động mạch gan trung. Thì khi cắt bỏ khi mà cái khối u đó nó chưa xâm lấn vào cái mạch máu này thì mới cắt bỏ được. Còn nếu mà nó đã phân xâm lấn thì đặc biệt những xâm lấn trên 90 độ ấy, thì chúng ta sẽ không cắt bỏ được nữa. Hay là cái mạch máu là cái động mạch mạch xin lỗi tĩnh mạch mạc treo tràng trên hay là tĩnh mạch cửa thì cái chỉ những cái trường hợp mà nó xâm lấn dưới 90 độ đối với hai cái mạch tĩnh mạch này thì mới phẫu thuật được. Còn đối với những cái trường hợp mà nó trên 270 độ hoặc là gây tắc nghẽn cái tĩnh mạch đó thì sẽ không còn phẫu thuật. Còn lại các cái trường hợp còn lại thì ở tùy cái quan điểm của tùy cơ sở người ta có thể phẫu thuật hay không. Ngoài ra thì cái khả năng phẫu thuật được hay không ấy còn phụ thuộc vào khả năng và cái tổn thương có di căn hay không hay là những cái hạch vùng. Thế thì đối với những trường hợp mà đã có di căn rồi thì chắc chắn không cắt bỏ được nữa. Còn những trường hợp cắt bỏ được hay không thì cắt bỏ thì chắc chắn phải chưa có di căn hay là những cái hạch mà có những cái hạch vùng ở ngoài cái vùng của ung thư tụy thì người ta không cắt bỏ. Còn những cái trường hợp mà chỉ có di căn hạch ở cái vùng mà quanh tụy á thì sẽ có bản đồ hạch thì sẽ những trường hợp đó thì có thể cắt bỏ được. Ngoài ra có những cái dấu hiệu quan trọng khác mà bác sĩ phẫu thuật người ta rất là quan tâm nhưng mà chúng ta dễ bỏ qua, đó là cái xâm lấn kênh thành kinh từ dùng từ nguyên bản là perineural intact hoặc là cái xâm lấn rễ mạc treo hoặc là xâm lấn mạc treo đại tràng ngang.
Đây là cái tiêu chí của NCCN thì nó phức tạp hơn một chút. Ví dụ như đây là cái khối đặc, khối ở đầu tụy nó khác và khối ở đuôi tụy nó khác. Tự chung lại là nếu động mạch nó đã nó chưa xâm lấn động mạch thì mới phẫu thuật được. Còn những đã xâm lấn động mạch thì thường là sẽ phải phải để ý là nó đã xâm lấn trên 180 độ hay là dưới 180 độ, thì tùy trường hợp cụ thể. Trên 180 độ thì chắc chắn là chúng ta sẽ không phẫu thuật nữa. Rồi cái về tĩnh mạch cũng vậy, thì cái tiêu chuẩn của DPCG ấy, thì nó giới hạn là dưới 90 độ, nhưng mà ở ở cái tiêu chí này thì người ta giới hạn là dưới 180 độ. Và cái không có cái dấu hiệu bờ không đều của cái mạch máu. Về cái đánh giá mức độ liên quan đến mạch máu thì thực hiện theo các cái bước 90 độ, và tiếp xúc dưới 180 độ thì người ta gọi là cái dấu hiệu abutment, và trên 180 độ thì người ta gọi là cái dấu hiệu encasement. Và xác suất xâm lấn mạch máu đối với những cái tổn thương mà abutment là 40% và đối với encasement là 80%, và lên tới 9 đến 100% nếu mà cái khối u này nó bao quanh cái tĩnh mạch cửa hoặc là tĩnh mạch màng treo tràng trên. Ở trong những cái trường hợp mà nó đã xâm lấn đến tĩnh mạch thì người ta sẽ phải đo cái chiều dài của cái tĩnh mạch bị tổn thương để làm gì ạ? Bởi vì đôi lúc có những cái trung tâm người ta phẫu thuật tái tạo được cái tĩnh mạch đó. Trong cái phẫu thuật DPC thì người ta sẽ cần cái thông tin này. Và độ đặc hiệu của cái cắt lớp vi tính để xác định xâm lấn mạch máu là chiếm từ 82 đến 100%, và độ nhạy từ 70 đến 96%. Thì đây là cái hình ảnh mà mô phỏng cái khối u nó tiếp xúc dưới 180 độ thì người ta gọi là abutment, và trên 180 độ thì là encasement. Đây là một hình ảnh của một cái tổn thương. Một cái khối u ở đầu tụy nó gây ra giãn ống mật chủ, và trên cái hình ảnh này thì người ta thấy là cái tiếp xúc với cái tĩnh mạch cửa này nó không được, nó rất là ít, và cái này người ta đã dựng lên, người ta dựng lên 3 chiều thì người ta thấy là nó thấy là cái khối u này nó tiếp xúc với tĩnh mạch cửa từ trên 90 độ đến dưới 180 độ. Và những cái trường hợp này nếu mà theo tiêu chí của DPCG thì người ta cân nhắc, người ta vẫn lưỡng lự là có phẫu thuật hay không, cắt khối tá tụy hay không, nhưng mà theo cái tiêu chuẩn của NCCN ấy, thì người ta đánh giá là vẫn có thể phẫu thuật được. Đây là một cái trường hợp khác để gợi ý các cái sự xâm lấn mạch máu, ví dụ như là cái dấu hiệu mạch máu hình giọt nước. Thì đây là cái hình ảnh mà bình thường cái mạch máu chúng ta sẽ có hình tròn, hình bầu dục. Nhưng mà đây là cái tĩnh mạch cửa đã bị xâm lấn. Tĩnh mạch cửa hoặc là tĩnh mạch mà treo tràng giữa trên á, nó bị xâm lấn, và nó khối u, đây là cái khối u nó đã xâm lấn vào cái mạch máu và nó làm cho hình máu hình giọt nước. Rồi một cái dấu hiệu nữa là cái đường viền mạch máu không đều. Đây là cái hình ảnh mà một cái khối u ở vùng đầu tụy nó gây ra giãn ống tụy chính, nó tiếp xúc với lại động mạch màng treo tràng trên một cái góc dưới 90 độ, nhưng cái tĩnh mạch màng treo tràng trên á, thì nó lại bờ, nó không được đều nữa. Và trên hình ảnh dựng hình lên ấy, thì thấy là cái thành mạch nó không được đều và nó gây hẹp lòng mạch. Ngoài ra cái khối u ở đầu tụy này nó còn xâm lấn vào gây huyết khối các cái nhánh của tĩnh mạch màng treo tràng trên nữa. Thì đây là cái dấu hiệu của xâm lấn mạch máu. Đây là một cái hình ảnh một cái tổn thương khối u ở vùng eo tụy, nó xâm lấn và ôm quanh cái động mạch màng treo tràng trên. Đó. Đây ạ. Đó. Và tiếp theo là nó gây ra hẹp của cả cái động mạch gan chung. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu của cái xâm lấn mạch máu. Lưu ý là những cái trường hợp mà cái mạch thành vượt tĩnh mạch thì thường nó sẽ mỏng hơn động mạch. Nên đôi lúc những cái trường hợp mà cái tổn thương u ấy, nó sẽ xâm lấn cái tĩnh mạch và làm cho thành tĩnh mạch nó còn dày hơn cả động mạch. Rồi ung thư tụy sự cắt lớp thì người ta cũng đánh giá các cái vị trí ở của ung thư tụy, thì người ta thấy là 65% ở đầu tụy, 15% ở thân và 10% ở đuôi, 10% còn lại thì có thể là đa vị trí hoặc lan tỏa.
Các cái khối u ở đầu tụy thì chúng ta thường là phát hiện sớm hơn do các cái triệu chứng nó gây ra vàng da tắc mật. Còn khối u ở thân và đuôi thì có xu hướng phát hiện muộn và tiên lượng xấu. Về phân loại ở giai đoạn T ấy, thì cái ung thư tụy thì người ta bây giờ theo xếp trong cái tiêu chí AGCC TNM phiên bản số 8. Thế thì cái giai đoạn T thì người ta bây giờ người ta không thấy là không quyết định được cái khối u này liệu có điều trị cắt bỏ hay không, chỉ dựa vào cái phân đoạn T mà chỉ có ý nghĩa về tiên lượng. Rồi cái kích thước T2, T3 thì người ta chỉ dựa vào kích thước thôi chứ không có các cái dấu hiệu để xâm lấn, dấu hiệu phân xâm lấn của khối u ra ngoài hay không. Rồi những cái giai đoạn mức T4 ấy, thì người ta không đánh giá cái khả năng phẫu thuật ở trong cái giai đoạn T4 như là các cái phân loại trước đây, mà người ta chỉ nói là cái T4 này nó có sự tham gia của các cái mạch máu hay không, ví dụ động mạch thân tạng, động mạch trơ tràng trên, động mạch ngăn chung hay là các cái tĩnh mạch. Đấy. Rồi các cái hạch vùng, thế thì như hạch thế nào thì người ta gọi là hạch ở trong cái vùng hạch vùng, còn cái hạch nào là hạch ngoài vùng. Bởi vì nếu trong ung thư tụy thì rất quan trọng vì những cái hạch ngoài vùng ấy, là những cái hạch người ta coi như là di căn, và như thế thì chúng ta sẽ không phẫu thuật được. Đấy. Thế thì ví dụ như đây ở cái khối u ở đầu tụy, nếu khối u ở đầu tụy thì các cái hạch màu xanh này là cái hạch mà người ta gọi là hạch vùng, và những cái trường hợp mà cắt DBC người ta sẽ nạo vét hạch ở cái vùng này. Đây người ta có các cái nhóm hạch cụ thể ở đây. Còn với cái hạch mà di căn, hạch ngoài vùng ấy, đối với u đầu tụy thì nó là cái hạch mà nó cạnh trái của động mạch màng treo tràng trên, tức là cạnh động mạch màng treo tràng trên thì chúng ta phải phân biệt là ở cạnh trái hay cạnh phải. Nếu mà ở cạnh trái thì nó là hạch đã di căn rồi, hoặc là cái hạch ở cạnh động mạch chủ là những cái hạch mà nó đã di căn. Còn cái hạch mà ở cạnh phải của động mạch màng treo tràng trên thì người ta vẫn có thể phẫu thuật DPC mở rộng. Đó. Còn đối với những cái khối u ở vùng thân và đuôi tụy thì những cái hạch mà nó nằm ở quanh động mạch lách. Cái CT ấy, thì đánh giá phát hiện di căn hạch rất là kém, khoảng chỉ độ nhạy của nó chỉ 15% nếu chỉ dựa vào tiêu chí kích thước chụp ngắn trên 10. Còn nếu thêm các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là hình tròn hoặc là không đồng nhất, hoặc là hoại tử trung tâm, hoặc là không có mỡ xoang hạch thì cái độ nhạy nó chỉ lên được khoảng dưới 30% thôi. Đây là một cái trường hợp mà cái hạch ở cạnh động mạch chủ trong cái khối ung thư tụy đã được xác định thì thấy có những cái hạch này, nhưng mà được cái chụp ngắn thấy trên 10, nhưng mà khi sinh thiết vào ấy, thì cái hạch này cũng không phải là hạch ung thư mà nó là cái hạch của xác tủy. Đây một cái ví dụ khác là một cái tổn thương bệnh nhân có ung thư tụy và có một cái hạch đầu tiên ta thấy ở cạnh cái tĩnh mạch cửa, thì cái hạch này là cái hạch vùng của ung thư tụy đầu tụy, thì những trường hợp này là cái hạch mà người ta vẫn có thể mổ được. Nhưng ở đây là một cái hạch thứ hai, đó là cái hạch nằm ở cạnh của cái phân thủy đuôi và cái động mạch vị trái, thì đây là cái hạch mà người ta phải cắt hạch mở rộng trong cái phẫu thuật DBC mở rộng. Đây là một cái cũng là một cái bệnh nhân đấy, thì chúng ta thấy là có một cái hạch ở cạnh động mạch chủ ngực. Thế thì cái hạch này người ta đã nội soi thực quản, sinh thiết qua nội soi thực quản ấy, thì người ta thấy là cái hạch này là cái hạch ung thư, và những trường hợp này thì di căn, nên là cái hạch này khi có cái hạch này thì bệnh nhân không được phẫu thuật nữa. Về đánh giá ở giai đoạn M ấy, thì chúng ta thấy là 40% bệnh nhân ung thư tụy đã di căn tại thời điểm phát hiện bệnh. Bên cạnh những cái di căn hạch thì có thể gặp di căn gan từ 20-75%, di căn phúc mạc, di căn phổi. Di căn gan thì thường biểu hiện là dưới tổn thương dạng kích thước dưới 10 và dưới 3, và người ta giả thiết rằng đây là cái một dạng di căn qua phúc mạc. Độ nhạy của cái CT phát hiện di căn gan thì nó khoảng 75%. Và người ta thấy là những cái bệnh nhân mà phẫu thuật cắt bỏ khối u nguyên phát ở tụy trong vòng 6 tháng thì người ta chụp lại thấy có trên 50% trường hợp di căn gan. Chính vì thế mà người ta nói là cái
di căn gan nó xuất hiện sớm. Đây là một cái hình ảnh mà của bệnh nhân ung thư đầu tụy. Và trên chụp CT cái đợt đánh giá tổn thương ấy, thì không thấy có nốt nào ở gan cả. Nhưng bệnh nhân này đã được lựa chọn để điều trị cái hóa chất, thử cái hóa chất Peropan này. Thì sau đấy khoảng một vài tuần thì chụp cộng từ thì đã thấy các cái nhân, cái nốt di căn ở ngay dưới bao gan này rất là nhiều. Đó. Thì người ta nói là cái diffusion, cái diffusion ở trên cộng từ gan ấy, thì nó có giá trị cao hơn so với đánh giá phát hiện di căn so với CT. Ngoài ra CT cũng có thể đánh giá được cái tổn thương di căn phúc mạc. Đây là cái di căn ở cái phúc mạc cạnh đại tràng lên, và đây là di căn ở cái khoang giữa hậu môn và giữa trực tràng và bàng quang. Một những cái phát hiện bổ sung mà bác sĩ phẫu thuật người ta quan tâm thì mình cũng cần phải để ý, đó là cái lan tràn theo cái rễ thần kinh. Thế thì ung thư tụy thì lan theo quanh rễ thần kinh thì rất phổ biến và gặp trong khoảng 50% các trường hợp, và đó là cái yếu tố mà tiên lượng tái phát và di căn rất là tốt. Trên CT thì nó biểu hiện là tổ chức thâm nhiễm từ cái rìa của khối u lan dọc theo các cái đường đi của thần kinh quanh tụy, kéo dài từ đầu tụy mà lan tới các cái động mạch mà treo tràng trên, động mạch thân tạng và động mạch gan trung. Đối với những cái tổn thương mà ngay cả những cái tổn thương có cái khối u nhỏ mà nó có di căn quanh cái thần kinh này thì cũng là chúng không còn khả năng phẫu thuật nữa. Đây là một cái hình ảnh mà giãn ống tụy chính và ống mật chủ dấu hiệu đường đôi. Đấy, thì cái này là nó chúng ta chỉ thấy giãn như này nhưng mà không nhìn thấy cái khối u tụy đâu, nhưng mà lại thấy có cái tổ chức thâm nhiễm ở ôm quanh cái động mạch mặc treo tràng trên. Thì đây là cái trường hợp mà ung thư đầu tụy mình không nhìn rõ nhưng mà thực tế thì lại có di căn ở quanh cái động mạch mặc treo tràng trên. Một cái lan tràn nữa là lan tràn theo rễ mặc treo. Góc của động mạch mạch của cái mạch treo ruột non là chạy từ điểm kết thúc ở góc Tourette ấy, đến cái tận đáy manh tràng, và các cái động mạch mà treo tràng trên và mạch treo tràng tĩnh mạch mà treo tràng trên là các cái nhánh, và các nhánh của nó là cái cấu trúc mạch máu chủ yếu trong mạch treo. Thế thì ung thư biểu mô ở mỏm móc tụy thì dễ dàng liên quan đến cái mạch, các cái nhánh hống tràng đầu tiên ấy, thì đóng vai trò là điểm mốc để xác định tiểu tổn thương này. Và nếu cái tiểu tổn thương này nó có giới hạn nhỏ thôi thì cũng có thể cắt bỏ và tái tạo lại, nhưng nếu mà xâm lấn rộng thì hầu như là không thể cắt bỏ được. Đây là một cái hình ảnh một cái khối u ở đầu tụy, u đầu tụy thì khối u này thì tiên ASEAN chúng ta thấy đây giảm tỷ trọng ngấm thuốc kém, và trên corona dựng lên thì cái tổn thương nó đã xâm lấn vào cái tĩnh mạch mạch treo tràng trên, và nó xâm lấn cả cái các cái tĩnh mạch đổ vào của cái tĩnh của cái động tĩnh mạch của cái động mạch mạch treo tràng trên nó đổ vào ấy. Thì đây là cái hình ảnh nó đã lan tràn, nó xâm lấn vào cái rễ mặc treo. Thì những trường hợp này chúng chỉ định phẫu thuật. Rồi một cái kiểu lan tràn nữa là lan tràn theo rễ mặc treo đại tràng ngang. Thì bình thường mặc treo đại tràng ngang thì tiếp xúc với mặt bên của đầu tụy và có thể bị khối u nó xâm lấn. Nó có thể được xác định trên CT bằng cách là lần theo cái tĩnh mạch kết tràng giữa và cái tĩnh mạch vị mạc nối. Và đến cái điểm mà chúng hợp lại với nhau để tạo thành thân dạ dày kết tràng ấy, thì thường là cái vị trí mà tĩnh mạch cuối cùng nó đổ vào cái nó dẫn lưu vào cái tĩnh mạch mạch treo tràng trên, thì cái vị trí đấy là cái vị trí mà nó là cái rễ mạch treo đại tràng ngang. Thế sự xâm lấn của mạch treo đại tràng ngang thì nó không quyết định cái việc là loại trừ cái phẫu thuật để điều trị cho bệnh nhân, mà chúng ta sẽ đọc vào để cho bác sĩ lâm sàng người ta cảnh báo là sẽ phải trong quá trình mổ nó sẽ mất thêm máu, nên là đây là cái thông tin cần thiết để bác sĩ phẫu thuật người ta được biết. Đây là cái hình ảnh mà một cái khối u ở đầu tụy, u đầu tụy nó đã tiếp xúc với lại cái động mạch mà treo tràng trên, xin lỗi, tĩnh mạch mà treo tràng trên, và cái vị trí đó cũng tiếp xúc luôn cái vị trí đổ vào của cái tĩnh mạch vị kết tràng và cái tĩnh mạch vị mạc nối giữa. Đây là cái chỗ hợp lưu này, chính cái chỗ này là cái chỗ mà nó là cái rễ mạch treo đại tràng ngang, và chính vì thế là những trường hợp như này mình có thể đọc là nó xâm lấn vào mạch treo đại tràng ngang. Rồi trên CT chúng ta phải đánh giá các cái giải phẫu của động mạch gan, bởi vì sao?
Bởi vì đối với những cái trường hợp mà giải phẫu men gan bình thường thì phẫu thuật tụy nó cũng không thì nó sẽ không 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 gặp vấn đề cản trở nhiều. Tuy nhiên nếu mà nó những cái trường hợp mà nó có bất thường về cái giải phẫu động mạch gan thì chúng ta sẽ phải đọc vào cho phẫu thuật viên, bởi vì cái động mạch này nó bắt nguồn từ bên phải của cái động mạch mà treo tràng trên. Đấy, thế thì những cái trường hợp mà nó chạy vòng ra như thế này thì nó sẽ khối u đầu tụy nó sẽ đè đẩy vào cái mạch máu này. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị tổn thương trong cái nút phẫu thuật, chúng ta phải đọc vào. Đây là cái hình ảnh mà động mạch mà treo tràng trên, động mạch gan phải nó tách ra từ cái động mạch mà treo tràng trên và nó chạy ở phía sau của cái khối u ở đầu tụy đây. Đấy. Còn động mạch gan trái thì nó chạy ở phía trước, nó chạy phía trước thì khối u nó đã xâm lấn, nó đã ôm quanh cái động mạch gan phải này rồi. Thì những cái trường hợp này thì mình phải đọc vào để phẫu thuật viên người ta nắm được. Đây một cái trường hợp không có ung thư tụy nhưng mà cái khối cái động mạch mà treo động mạch gan chung nó cũng tách ra từ cái động mạch mà treo tràng trên rất là rõ, và động mạch gan trái thì lại tách ra từ động mạch thân tạng. Nó chạy ôm hai cái động mạch này nó kẹp giữa cái mạch tưởng. Đây một cái trường hợp này là rất may là bệnh nhân không có u đầu tụy. Thì đây là một cái mạch máu nó động mạch gan chung này, nó chạy vào chính giữa cái nhu mô đầu tụy luôn. Đó. Đấy, được cái nhu mô đầu tụy nó ôm xung quanh. Những trường hợp này mà có u đầu tụy thì sẽ phải cắt cái không còn khả năng phẫu thuật được nữa, bởi vì nó sẽ xâm lấn, và khi mà cắt thì sẽ phải cắt cả cái động mạch này thì gan không được nuôi dưỡng nữa. Rồi trên các lớp thì chúng ta phải đánh giá cái mức độ hẹp của cái động mạch thân tạng. Thế thì tại sao lại thế? Bởi vì khi hẹp động mạch thân tạng ấy thì sẽ tạo nên một cái vòng nối quanh tụy giữa động mạch mà treo tràng trên và động mạch vị tá tràng. Nên khi mà cắt DPC thì động mạch vị tá tràng bị cắt bỏ thì việc cấp máu cho động mạch gan sẽ bị giảm xuống nếu như cái động mạch thân tạng nó bị hẹp. Thì người ta đã thấy là người ta phát hiện được 2 đến 8% bệnh nhân được phẫu thuật tụy thì có thấy hẹp động mạch thân tạng. Và hẹp động mạch thân tạng thì có nhiều nguyên nhân, thì có thể là do chèn ép của dây chằng cung giữa như đợt trước em có một tôi có trình bày một bài. Thứ hai là có thể xơ vữa động mạch. Đây là một cái hình ảnh của một tổn thương có một cái khối u ở đầu tụy rất là nhỏ thôi, và nó gây giãn ống tụy ống mật chủ và ống tụy chính. Nếu mà tổn thương như thế này thì chỉ đơn thuần như thế này thì chúng ta có thể phẫu thuật. Tuy nhiên là khi chụp khi xem kỹ thì ASEAN thấy các cái mạch máu quanh tụy nó rất là giãn. Và khi dựng hình lên thì thấy là nó bị hẹp cái gốc động mạch thân tạng rất là nhiều, và do xơ vữa, và nó tạo nên một cái vòng nối giữa động mạch mà treo tràng trên để nó đi lên để nó cấp máu cho động mạch gan. Đấy, và khi mà nếu mà cắt phẫu thuật vào trường hợp này thì cái động như gan bị tổn thương do cái cắt cái động mạch này thì nó không còn cái nguồn cấp máu từ đây nữa. Rồi CT người ta cũng thể đánh giá lại các cái giai đoạn sau điều trị hỗ trợ. Trong cái thời gian điều trị trị bổ trợ ấy, thì đánh giá lại giai đoạn trên các lớp thì trở thành một cái chủ đề rất là nóng, và bây giờ người ta vẫn thấy một số hạn chế chủ yếu là việc phân biệt giữa tổn thương sơ hóa và tổn thương khối u còn lại. Thế thì đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà tiến triển tổn thương có giai đoạn tiến triển ấy, thì đánh giá CT thì chúng ta xếp lại giai đoạn. Còn nếu mà bệnh nhân mà không tiến triển, cái khối tổn thương nó không tiến triển ấy, thì cái đánh giá giai đoạn thường nó sẽ khó, bởi vì là chúng ta sẽ đánh giá quá mức cái kích thước khối u và do đó đánh giá thấp cái đáp ứng điều trị. Còn nếu mà những cái trường hợp mà cả cả những cái tổn thương mạch máu ấy, sau khi điều trị thì chúng ta vẫn thấy là đến 80% những trường hợp mà cái tổn thương ở quanh mạch máu nó vẫn còn, mặc dù là thực tế thì cái bệnh nhân đó chỉ bị sơ hóa thôi chứ không phải là bị cái khối u xâm lấn thực sự. Cả cả về CT, xin lỗi, PET CT hay là cộng hưởng từ thì cũng vẫn còn cái hạn chế trong cái đánh giá của những cái bổ trợ hóa chất trước khi phẫu thuật. Chính vì thế mà tụy người ta ít khi điều trị hóa chất, bởi vì cái dữ liệu về cái nghiên cứu này nó còn còn ít lắm. Đây là một cái hình ảnh một cái tổn thương u đầu tụy trước khi điều trị hóa chất. Thì có một cái khối u đầu tụy và nó xâm lấn lan tràn xung quanh cái động mạch mà treo tràng trên. Thế thì sau điều trị thì cái tổn thương đấy nó vẫn còn
tuy nhiên nó không tăng lên. Thì cái những trường hợp này thì chúng ta cũng không nói được là cái tổn thương u còn hay không. Tuy nhiên là những trường hợp khó như thế thì người ta có thể là phẫu thuật thăm dò. Về cái protocol của chụp CT ấy, thì chúng ta đã áp dụng rất là nhiều rồi. Thì người ta sẽ chụp chủ yếu đánh giá ở hai cái thì động mạch muộn và cái tĩnh mạch cửa. Đấy, thì cái tổn thương u chúng ta nhìn thấy rõ ở trên cái thì động mạch muộn, nó ít nấm thuốc hơn so với mô tụy. Thứ hai nữa là cái pha này người ta cũng đánh giá được các cái cấu trúc mạch máu. Còn cái pha tĩnh mạch cửa thì để người ta đánh giá cái tổn thương di căn gan và cái tổn thương mà xâm lấn cái tĩnh mạch. Đây là một cái trường hợp mà khối u ở đầu tụy nó nấm thuốc kém hơn so với như mô tụy bình thường ở cái thì động mạch muộn. À, đây dựng hình lên chúng ta thấy. Thế vì thế mà CT thì người ta nói là cái có giá trị người ta áp dụng rộng rãi nhất và có giá trị chuẩn đoán nhất trong cái ung thư tụy. Và CT người ta nói là đánh giá được cái tổn thương di căn tổn thương xâm lấn ra ngoài và cái tổn thương di căn xa trong ổ bụng. Thứ hai nữa là cái CT người ta có thể đánh giá chính xác cái khả năng phẫu thuật cho những cái trường hợp phẫu thuật là được đúng đến 77%, còn những cái trường hợp mà không phẫu thuật thì người ta chẩn đoán đúng được đến 93%. Rồi cộng từ giá trị cộng từ trong cái ung thư tụy là gì? Thì người ta thấy là ung thư tụy thì người ta sử dụng MRI chỉ để đánh giá các cái tổn thương ở gan. Nếu mà CT người ta không phát hiện ra. Rồi cộng CT cộng từ thì cải thiện cái phát hiện di căn gan với nhạy báo cáo là 85 đến 100%, và người ta xác định thêm được 10 đến 25% khi mà cái CT ban đầu âm tính. Tuy nhiên cái nghiên cứu này thì nó vẫn rất nhỏ. Thì đây là một cái hình ảnh mà người ta mô phỏng cái kỹ thuật cắt khối tá tụy. Thì điều trị phẫu thuật đối với ung thư tụy ấy, thì có 4 cái phương pháp là cắt khối tá tụy, rồi cắt khối tá tụy và bảo tồn cái mô vị, rồi những cái trường hợp mà u ở thân và đuôi tụy thì người ta cắt thân và đuôi tụy có thể bảo tồn lách hoặc không là không bảo tồn lách, rồi những cái trường hợp mà người ta phẫu thuật cắt toàn bộ tụy. Đây là cái phần chính của bài hôm nay, đây là cái technique mà mình cần kiểm tra đối với một cái bệnh nhân ung thư tụy khi chụp CT. Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra người ta, mình sẽ phải đi lần lượt các cái tiêu chí. Thứ nhất là vị trí thì chúng ta xem là tổn thương ở đầu hay thân hay đuôi, rồi các cái cấu trúc của tổn thương đặc hay là dịch hay là hỗn hợp, rồi người ta sẽ đo cái kích thước lớn nhất ở bất kể một cái nát cắt nào ấy, thì chúng ta phải đo cái hướng nát lớn nhất để đo cái kích thước khối u, rồi cái đặc điểm tổn thương, rồi những cái tổn thương gây giãn bao nhiêu, rồi có đặt stent hay không, rồi các cái tổn thương xung quanh tụy, tổn thương nhu mô tụy, tức là nhu mô có bị teo nhỏ hay viêm hay là vẫn bình thường, hay là các cái tổn thương mà nó đã xâm lấn động mạch hay là tĩnh mạch, và người ta đi theo cái độ là 90 độ. Đấy, từ dưới 90 180 180 270, thì đây là cái technique mà mình cần để đánh giá. Rồi các cái tổn xâm lấn khác, xâm lấn mạc treo tràng trên, xin lỗi, rễ mạc treo, rồi mạc treo đại tràng ngang, rồi xâm lấn quanh rễ thần kinh. Rồi mình có thể phân độ theo TNM, khối u tụy. Nhưng cái quan trọng nhất, kết luận cuối cùng của cái technique đó là gì? Thì chúng ta chẩn đoán cái khối này là gì, cái tổn thương ở tụy là gì, cái vị trí kích thước của nó, rồi các cái biến thể của động mạch gan có hay không. Đấy, rồi các cái xâm lấn, các cái cấu trúc của cái động mạch thân tạng, động mạch mà treo tràng trên, động mạch gan chung có hay không, rồi các cái xâm lấn này có hay không và nó có ở mức độ nào, có di căn hay không. Một cái phụ lục nữa nó là cái bản đồ cái hạch ở trong cái ổ bụng ấy, thì người ta để đánh giá xem cái hạch nào là cái hạch di căn ở tụy hay là cái hạch nào chỉ là cái hạch vùng thôi. Thì đây là cái bản đồ hạch của cái hiệp hội ung thư của Nhật người ta đưa ra. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.